Hello, my dear student of grade 7 at Chu Văn An Junior High School. Hôm nay cô Hồng rất vui khi gặp lại các em học sinh thân thương của trường Chu Văn An nhé. Ok, now welcome to our class. Rất vui mừng khi chào đón các em. Nice to see you again. Và cô rất là vui khi gặp lại các em. Now, take your books or your notebook to write down new words and grammar. You need to personal information. Section A, continue, telephone numbers. Bây giờ chúng ta lấy tập hoặc là sách ra, xem và viết xuống tập giùm cô những từ mới và ngữ pháp nếu có nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục với phần section A, A3. Ok nào, A3, listen, new words. Chúng ta đi tới phần từ mới trước. Number 1, excuse me. Xin lỗi. Nếu chúng ta lịch sự muốn hỏi cái gì trước thì chúng ta sẽ dùng từ excuse me, xin lỗi, rồi lúc đó chúng ta mới hỏi tiếp. What's your name? How old are you? Where do you live? Number 2, lúc này chúng ta... Bạn kia sẽ lên giọng với từ yes nha. Yes, yes, yes. Có nghĩa là hỏi có chuyện gì vậy. Number 3, thanks, thanks. Chúng ta thấy chữ thanks quét thì nó là thank you very much. Cảm ơn rất nhiều. Will. Chúng ta chú ý cái phần L ở phía sau nhé. Will. Call. Soon. Và chúng ta lưu ý khi dùng chữ will, chúng ta sẽ viết tắt bằng hai chữ L. Ok now, look at the picture. Who are they? Chúng ta nhìn xem coi hai bạn này là ai nhé. Who are they? They are Lan and Hoa. Lan and Hoa are speaking. Hai bạn đang hỏi. Now we come to number 3. Listen. Listen. Excuse me, Hua. Yes, Len. What's your telephone number? 8262019. Thanks. I'll call you soon. Ok now, listen again. Three. Listen. Excuse me, Hua. Yes, Len. What's your telephone number? 8262019. Thanks. I'll call you soon. Ở đây bạn Lan muốn hỏi thăm bạn Hoa về số điện thoại của bạn Hoa, nên bạn Lan rất là lịch sự hỏi excuse me Hoa, xin lỗi Hoa, và Hoa trả lời hỏi lại là yes Lan, có chuyện gì vậy Lan, và bạn Lan đã hỏi số điện thoại của bạn Hoa và cuối cùng bạn Lan nói cảm ơn nhiều, mình sẽ gọi cho bạn sớm nhé. Ok now we come to remember. Chúng ta qua tới phần ghi nhớ. Nếu chúng ta muốn hỏi thăm số điện thoại của bạn mình, bây giờ mình thường dùng số điện thoại di động, thì mình sẽ sử dụng What's your cell phone number? Số điện thoại di động của bạn là số mấy? Chúng ta có hai cách trả lời. My cell phone number is 09320676656. Hoặc là mình trả lời thẳng luôn. Mình trả lời một cách vắn tắt. 09320676656. Now ask your classmates and complete the list. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi bạn mình và chúng ta điền vào cái danh sách. Ví dụ mình muốn biết bạn mình địa chỉ và số điện thoại, mình sẽ ghi tên ở đây, số điện thoại và cái địa chỉ, bạn mình sẽ cho mình biết nhé. Ok now we come to grammar. Giờ chúng ta đi đến phần ngữ pháp.
Hôm nay chúng ta sẽ học một cái điểm ngữ pháp mới, đó là the simple future tense, thì tương lai đơn giản. Simple future tense. Chúng ta coi cái công thức trước. Trước tiên, chủ ngữ chúng ta dùng will, và sau đó chúng ta cộng cho một cái động từ nguyên mẫu. Thì tương lai có nghĩa là chưa có xảy ra, cho nên chúng ta sẽ dịch nó là chữ sẽ. Và khi mà ở phủ định thì chúng ta sẽ dùng will not và viết tắt là won't, sẽ không. Chúng ta cũng lấy chủ ngữ cộng với lại won't và cộng với lại verb infinitive. Subject plus won't plus verb infinitive. Chúng ta qua thể nghi vấn, đó là câu hỏi. Thì lúc này chúng ta sẽ đảo ngữ, dùng will ra phía trước, chủ ngữ. Và kế đó mới tới động từ nguyên mẫu. Will plus verb. Sorry, will plus subject plus verb infinitive. Nếu chúng ta trả lời yes thì subject plus will, còn no subject plus won't. Subject là chủ từ. Rồi, we use simple future. Chúng ta sẽ sử dụng thì tương lai đơn giản ở những cái điều sau đây: for predictions based on what we think or believe, để tiên đoán cái mà chúng ta nghĩ nó sẽ như vậy. Ví dụ như mình sẽ đoán bạn này nè, one day she'll be rich, một ngày nào đó cô ấy sẽ giàu. I think the new reality show will be success, tôi nghĩ đây là một sự tiên đoán là cái buổi biểu diễn truyền hình thực tế này sẽ thành công. Rồi chúng ta sử dụng thì tương lai đơn giản. We use simple future for on the spot decision, là ngay cho một cái quyết định ngay lập tức. Ví dụ như the phone is ringing, I'll answer it. Điện thoại đang reo, tôi sẽ trả lời điện thoại. Hoặc là it's cold, trời hôm nay lạnh, I'll close the window, tôi sẽ đóng cửa sổ lại. Rồi, we use simple future tense for an action which will happen in the future. Và cái chúng ta thường sử dụng nhất đó là thì tương lai đơn giản để sử dụng cho một hành động sẽ xảy ra ở tương lai. Ví dụ như I'll visit my grandparents in the countryside next Sunday, chủ nhật tuần tới tôi sẽ thăm ông bà của tôi ở miền quê. Đây là một ví dụ thôi. Time is present. Và ngoài ra, khi sử dụng thì tương lai đơn giản, chúng ta có những cái từ chỉ thời gian ở tương lai. Ví dụ như tomorrow, ngày mai. Next week, tuần tới. Next month, tháng tới. Next year, năm tới, chẳng hạn. Soon là sớm. Someday, one day, ngày nào đó. Tonight, tối nay. In the future, ở tương lai. Later, sau đó. In 2 weeks time, trong thời gian 2 tuần nữa. Hoặc là chúng ta có một cái thành ngữ đó là I hope you will, tôi hy vọng bạn sẽ. Cô cho ví dụ ở đây: I hope you will go to school soon, cô hy vọng các em sẽ đến trường sớm thôi. I hope coronavirus will disappear as soon as possible, cô hy vọng virus corona sẽ sớm biến mất thôi, càng sớm càng tốt. Ok nào, bây giờ chúng ta qua đến cách viết tắt của the simple future tense. Cách viết tắt thì chúng ta sẽ đọc tắt ha. Ví dụ như I will, chúng ta đọc là I'll. He will, he'll. She will, she'll. It will, it'll. It'll. Ở chỗ it will chúng ta sẽ nói vần qua là it'll. We will. You will, you'll. They will, they'll. We come to homework. Bài chúng ta hôm nay rất là ngắn vì chỉ có một phần thôi. Learn by heart new words, I3 and grammar, simple future tense. Chúng ta sẽ học thuộc lòng từ mới và sẽ xem kỹ cái phần ngữ pháp về thì tương lai đơn giản. Viết xuống tập cho cô. Prepare new lesson unit 2, A4 and 3. Chúng ta sẽ chuẩn bị bài mới đó là A4 và A5.
Write down on your notebook. Chúng ta nhớ viết viết bài giùm cô nhé. Ok now, thanks for your attention. Cảm ơn vì các em đã lắng nghe cô. And I love you so much. Bye bye.